Alo, nay review cái máy rửa rửa đôi nè, mấy đứa đôi, hai ngăn rửa, một ngăn kháng clo. Đây là đầu ngăn đầu tiên, đó là rửa xà bông. Nghĩa là hàm lượng nước rửa chén đậm đặc, mình sẽ pha loãng ra, đưa vào máy. Sau đó mình đưa qua cái ngăn rửa sạch. Rửa sạch thì chổi nó sẽ quét lại là một lần nữa, nó làm cho cái bình sạch trơn luôn, bình rất là sạch. Nó quay lại nó làm cho cái bình rất là sạch. Đó. Có cái hệ thống chỉnh điện luôn, rửa xà bông, rửa sạch và phun clo, phun tráng clo. Rồi cuối cùng mà đưa qua kia là cái ngăn đó, ngăn tráng clo để diệt khuẩn. Ngăn cuối cùng, ngăn tráng clo để diệt khuẩn. Đấy. Rồi vậy đơn giản như vậy thôi. Máy này thì mình có thể mình sử dụng cùng lúc là và rửa là ba bình luộc luôn. Phía sau máy nè, motor chạy bằng nhôm xích hết nè mọi người nha. Nhôm xích mình đã tra mỡ bò được vô đầy đủ hết rồi, có motor vừa tra vừa bơm luôn. Còn đây là cái đường nước cấp vô 34 nè, đường nước cấp vào để cho coi như là máy nó có nước sạch để nó rửa. Rồi nó có cái chậu để chứa nước xà phòng, chậu chứa nước xà phòng, chậu nước xà phòng. Còn chậu này là chậu chứa nước chlorine. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh của mình nha. Còn đây là cái van để xả nước xà phòng. Van này van 60, xả cho nhanh. Đó. Phun lên rửa tráng clo, rửa xà phòng. Đó. Rửa sạch và tráng clo. Máy ba chức năng này mọi người nha. Máy ba chức năng. Rửa xà phòng, rửa sạch và tráng chlorine. Ghê. Nước hả? Cùng đầu dài đầu ngắn. Ba có ba lỗ à, đâm nó bốn lỗ à. Ít, càng ít lỗ nó càng mạnh. Còn vỏ bên xà bông nó phun mạnh không? Thử bên xà bông nó phun cũng mạnh quá trời đó. Phun hào hào luôn đó. Phun gì nó lên bọt má ơi luôn. Ua. Dằn. Đó là hết ba cái một cái máy rửa kép. Một ngăn rửa xà phòng, một ngăn rửa sạch và một chỗ là tráng chlorin. Máy này sẽ đi về Hà Nội nha mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình. Cảm ơn mọi người.